Man City, đội bóng hay kẻ lừa đảo vĩ đại nhất mọi thời. Man City vẫn còn 2 trận chung kết nữa để chơi và họ sẽ là ứng viên sáng giá cho danh xưng đội bóng vĩ đại nhất mọi thời. Nhưng với 115 cáo buộc về hành vi gian lận có thể khiến mùa giải lịch sử của Man City đứng trước nguy cơ phải đổi danh xưng. Câu lạc bộ chủ sân Etihad có một mùa giải với những dấu ấn chưa từng có trong lịch sử ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Man City hiện tại thể hiện một phong độ ấn tượng hơn nhiều ở cả 3 đấu trường. Tiền có thể là điều kiện cần, nhưng chưa bao giờ là điều kiện đủ để thành công trong bóng đá đỉnh cao. Chủ nghĩa hoàn hảo của Pep tạo ra một Man City với sức mạnh gần như hủy diệt cả nước Anh lẫn châu Âu. Không nhiều đội bóng thắng cả MU, Liverpool, Arsenal, Bayern hay Real Madrid với những tỷ số đậm trong một mùa giải. Man City cũng trở thành câu lạc bộ thứ hai trong lịch sử giành 3 chức vô địch Premier League liên tiếp sau đối thủ cùng thành phố Manchester United. Đây cũng là danh hiệu Premier League thứ 5 trong 6 mùa giải vừa qua của The Citizen. Đoàn quân áo xanh còn đang hướng đến cú ăn 3 lịch sử với 2 trận chung kết FA Cup và Champions League phía trước. Với đội hình chất lượng và sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola, Man City hy vọng sẽ tiếp tục chơi tốt và cạnh tranh cho các danh hiệu trong mùa giải 2022 đến 2023. Thế nhưng, 115 cáo buộc về hành vi gian lận có thể khiến mùa giải lịch sử của Man City kém lung linh đi phần nào. Thậm chí đội bóng này còn đứng trước nguy cơ sẽ bị gọi là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất. Man City đã bị UEFA cáo buộc về hành vi gian lận tài chính sau khi được phát hiện vi phạm các quy định về tài chính công bố của Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, trong những năm gần đây. Theo thông tin được đưa ra, Man City đã bị cáo buộc vi phạm các quy định về tài chính của UEFA bằng cách tăng cường nguồn lực tài chính của câu lạc bộ với việc đưa vào một khoản tiền lớn từ một nhà đầu tư bí mật. Sau khi thông tin này được tiết lộ, UEFA đã mở cuộc điều tra và đưa ra án phạt đối với Man City vào tháng 2 năm 2020. Câu lạc bộ này đã bị cấm tham gia các giải đấu châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp và phải nộp một khoản tiền phạt lên đến 30 triệu euro. Man City đã kháng cáo và đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao, CAS, để giải quyết. Vào tháng 7 năm 2020, CAS đã tuyên bố giảm án phạt của UEFA và cho phép Man City tiếp tục tham gia các giải đấu châu Âu trong mùa giải 2020 đến 2021. Vào tháng 5 năm 2021, một cuộc điều tra mới đã được tiến hành bởi UEFA để xem xét các hành vi gian lận của Man City liên quan đến việc tăng cường nguồn lực tài chính của câu lạc bộ. Theo thông tin được đưa ra, có tới 115 cáo buộc được đưa ra và các cuộc điều tra đang tiếp tục để xác định sự vi phạm của Man City và áp đặt các hình thức xử lý thích hợp nếu cần thiết. Cáo buộc này vẫn lơ lửng trên đầu, Man City có thể ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và hình ảnh câu lạc bộ chủ sân Etihad trong bối cảnh họ trên đường tạo ra mùa giải lịch sử. Và Pep Guardiola là người lo lắng nhất. "Tôi không muốn chờ 1 hay 2 năm," Pep nói sau khi Man City vô địch ngoại hạng Anh mùa này. "Các bên hãy ngồi lại với nhau, các luật sư hãy làm việc và giải quyết mọi thứ trong 24 giờ. Nếu chúng tôi làm điều gì sai, mọi người phải biết điều đó hoặc ngược lại." Pep tin rằng chỉ có cách đó mới khiến phần còn lại của nước Anh thôi đàm tiếu về thành quả Man City làm được ở mùa giải năm nay. Nỗi lo về việc cú ăn 3 vĩ đại của Man City sẽ bị ảnh hưởng bởi án phạt gian lận tài chính lơ lửng trên đầu là có thật. Cựu huấn luyện viên Barca muốn chiến thắng mọi thứ theo cách công bằng, dẫu cho ông xứng đáng được ca ngợi vì những gì đã làm tại sân Etihad 7 năm qua.